Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, Minh được tử vi hoan hỉ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, mệnh phú đăng hỏa, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải câu nghiên cứu và đưa ra luận giải rằng quý cô bác tuổi Giáp Thìn sẽ trải qua một tháng có được nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, quý nhân tề tựu mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đề nhà, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác được hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Vậy vận trình của quý cô bác tuổi Giáp Thìn diễn ra trong tháng 8 âm lịch ra sao? Làm sao để giải hung hóa cát? Làm sao để nắm bắt được vận may? Thì ngay sau đây, xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tiên tri tiết lộ, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, thần tài mở kho ban cho lộc lớn, trúng số độc đắc, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, đổi đời đại gia, con cháu ba đời ăn không hết của, đúng tháng 8 âm lịch 2023. Xét theo tử vi phương Đông cho thấy, người tuổi Giáp Thìn thường thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được thành công. Danh tiếng địa vị cao sang, nhưng tính tình rất nóng nảy bộc trực, tức giận thì ăn nói mất lòng nhưng lại dễ nguội và không để bụng. Vì vậy, Giáp Thìn cũng rất thoải mái, linh hoạt trong cách giao tiếp, không phải lúc nào họ cũng giữ thái độ nghiêm túc, chân thành với đối phương. Đôi khi họ cũng nói chuyện bố bá với những người thân thiết, đó là đặc điểm tính cách trong con người họ. Xét về bản mệnh, những người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, ngay từ khi còn nhỏ đã là một đứa trẻ hiếu động, ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Đến khi lớn lên, cuộc sống vất vả đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm để có thể chinh phục được mục tiêu thử thách, khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân. Người tuổi Giáp Thìn như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập ở phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi Giáp Thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác, từ đó tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn. Cũng chính vì vậy, dưới góc nhìn tử vi học, họ là người có tính cách đặc biệt với nhiều đặc điểm nổi bật như sau. Thứ nhất, tuổi Giáp Thìn là tuổi của những con người có tính cách rất khác biệt, họ sẽ thay đổi tính cách rất nhanh. Mặc dù đây là một trong số ít những con giáp có khả năng nhìn nhận vấn đề, sự việc thấu đáo và gặt hái được rất nhiều thành tựu trong cuộc đời. Tuy nhiên, do bản tính vốn ngông cho nên thường bị rất nhiều người cho là tự cao, tự đại, vì thế nhiều lúc bính thìn cô lập nói xấu và có tiểu nhân hãm hại trong công việc cũng như cuộc sống. Tuy vậy, với cá tính của những người này thì họ sẽ rất khoan dung với mọi người, ai nói gì mặc ai. Tự nói tự nghe là người khoan dung độ lượng, gặp chuyện bất bình cũng không để yên, bạn sẽ hành hiệp trượng nghĩa ngay lập tức. Thứ hai, Giáp Thìn có tính cách khá đặc biệt, họ yêu thích cuộc sống thú vị, luôn nhìn cuộc sống với một tâm thế tươi mới và tràn đầy sức sống. Do đó, hầu hết những người tuổi này cả cuộc đời của họ sẽ sống rất an nhàn, không gặp quá nhiều gian truân, khó khăn trong công danh, sự nghiệp, cuộc sống đầy đủ sung túc, về vật chất khá dư giả. Tuy nhiên, do có quá nhiều những lo toan, nên đời sống nội tâm của họ không được an yên. Thứ ba, người tuổi này là những người năng động, khoan dung, nên thường mang đến nguồn năng lượng tích cực. Người này cũng là người có tính cách thay đổi thất thường, nên người khác khó đoán biết được họ đang nghĩ điều gì. Bởi vậy, Giáp Thìn trong mắt đối tác đồng nghiệp luôn mang đến sự bí ẩn khó nắm bắt, cũng là một trong những bí quyết khiến tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, nắm bắt thời cơ nhanh chóng thành công hơn. Thứ bốn, Giáp Thìn có đòi hỏi cao với cuộc sống và những người xung quanh bởi tính cách có phần cao ngạo, nóng nảy, thẳng tính nên dễ làm mất lòng người. Tuy nhiên, họ lại là những người hết lòng vì công việc, có trách nhiệm cao và tinh thần cầu tiến nên dễ đạt được những thành công trong công việc và cuộc sống, tạo dựng được chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp. Ngoài ra, họ giải quyết mọi việc đều bằng lý trí, không vì tình cảm riêng mà ảnh hưởng tới công việc chung. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán, bản mệnh có xu hướng sống tự do, không thích lập gia đình. Có nhiều quan niệm cho rằng, tuổi Thìn nếu sinh ra vào những ngày mưa giông bão gió,
đến khi lớn lên cuộc sống sẽ gặp nhiều chông gai, gian khổ. Ngược lại, nếu sinh vào ngày nắng đẹp gió heo may, cả đời được sống trong sung sướng giàu sang. Nên đừng vội vàng khi bạn chưa bắt đầu, bạn đang chuẩn bị, đang mài rìu, đang trong đoạn chờ đợi thời cơ. Chỉ có vậy Giáp Thìn phải kiên trì cho tới lúc thời thông thế thuận thì mới nắm bắt được vận may. Vì vận may mà vào tay người không có trình độ cũng chẳng nắm bắt được thời cơ nhiều phần. Đây sẽ là lúc những người không phải là mảnh ghép đúng trong cuộc đời của bạn dần rời đi. Những nhọc nhằn về nhân tâm, những mệt mỏi về nhân tính, những vỡ òa về tình người trong từng mối quan hệ sẽ dần bộc lộ, sàng lọc qua rồi ở lại sẽ không còn là đất cát mà là những hạt tinh thể lóng lánh đi cùng Giáp Thìn suốt những năm tháng sau này. Người tuổi Giáp Thìn có khả năng thích nghi rất tốt, họ thông minh nhạy bén với thời cuộc, thích sự bận rộn và cuộc sống nhiều thay đổi, họ chủ động và hoạt bát, đa tài, đa nghệ, có tài năng bẩm sinh về ngôn ngữ và viết lách, cũng có khả năng cảm thụ nghệ thuật rất tốt, coi trọng ngoại hình và có óc thẩm mỹ cao. Đây là người có lòng tự tôn rất lớn, luôn yêu cầu mọi việc thập toàn thập mỹ, chính vì vậy mà luôn cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình cũng như với người khác. Thậm chí có thể nói họ khá khắt khe, tính tình lại nóng nảy khiến người khác có cảm giác về một bạo quân thứ thiệt. Tuổi Giáp Thìn có lộc cách nên đi theo con đường kinh doanh có thể thu được nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, các lĩnh vực mới như điện tử, công nghệ viễn thông đều có thể giúp họ đạt được vinh quang, mang trong mình thuộc tính khai mở. Ánh sáng soi tỏ nên những người mệnh này làm công tác giáo dục, điều tra, khám phá, nghiên cứu khoa học thường có thành tựu cao. Đàn ông cầm tinh con rồng, có ý chí phấn đấu rất mãnh liệt, phụ nữ thì mạnh mẽ, quật cường. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này nằm ở chỗ thiếu kiên nhẫn và nghị lực, họ bừng bừng khí thế theo đuổi ước mơ của mình, song hễ gặp khó khăn, trở ngại ngáng đường là lòng nhiệt tình đó lập tức trở nên nguội lạnh, họ dễ dàng thối lòng nản chí, không được quyết tâm để tiếp tục đến cùng. Người sinh năm này rất có lý tưởng, nên yêu cầu bất cứ chuyện gì cũng phải thập toàn thập mỹ, với bản thân hay với người khác luôn vô cùng nghiêm khắc. Giáp Thìn không có ý thức cao về tiền bạc, không biết cách thắt chặt chi tiêu hay tính quan trọng của việc đầu tư, tiết kiệm khi xảy ra vấn đề về tài chính, nên nhớ nhanh chóng trả hết những khoản nợ, đừng để dây dưa kéo dài, vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão, hãy nắm bắt thời cơ để đầu tư sinh lời. Giáp Thìn là những người chậm tiếp nhận vấn đề nhưng lại giải quyết rất nhanh, họ có nhiều sáng kiến và ý tưởng luôn nhìn thấu được sự việc nên họ biết đối nhân xử thế, khéo léo trong mối quan hệ. Đặc biệt, họ còn có tấm lòng từ bi tốt bụng, rất quan tâm tới mọi người xung quanh, khi ai gặp khó khăn thì họ hết lòng giúp đỡ. Với những tính cách như vậy thì nữ Giáp Thìn nên làm về các lĩnh vực như công tác giáo dục, thanh tra, nghiên cứu khoa học hứa hẹn sẽ đạt thành tựu cao. Vì có lộc cách, nữ Giáp Thìn nên đi theo con đường kinh doanh, hứa hẹn sẽ thành công và phát tài, phát lộc. Người tuổi Giáp Thìn luôn suy xét thấu đáo trong mọi việc nên không phù hợp với những công việc cứng nhắc, không đòi hỏi tới tư duy. Họ nên lựa chọn nghề nghiệp sao cho có thể phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của bản thân. Người này rất hợp với các công việc có liên quan tới nghệ thuật hay nghiên cứu, học thuật. Đặc biệt, nếu theo nghiệp viết lách, biết lấy một tác phẩm vượt xu hướng thời đại làm phương hướng phát triển thì sẽ đạt được những thành công vang dội. Một khi chứng minh được năng lực của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, những cố gắng của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Tính cách năng động, hoạt bát và tố chất hơn người cũng khiến họ thường đảm nhận vị trí lãnh đạo cao trong những ngành nghề mà họ tham gia. Tiếp theo đây, hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vận niên, tiết Bạch Lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày Bạch Lộ. Bạch Lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết Bạch Lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt mốc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết Bạch Lộ là tháng 8 âm lịch, tháng 8 âm ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới. Hào dương tượng trưng cho quân tử các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho người dưới noi theo đó là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau khi tiết Bạch Lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật, các chứng cảm nhiễm phong hàn. Tiết Bạch Lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu. Tháng mùa thu có khí kim cực vượng nên những người sinh tháng này trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường,
quả quyết, dứt khoát, tín nghĩa, thông minh đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi vĩ tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim thì cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, thì đây là khoảng thời gian vượng vận. Nhờ được bộ kim nên họ sẽ ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều thu được hoạnh tài tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của người ta buồn rầu, nhưng ở đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc mùa thu. Cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàn thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí nên duy trì thái độ tích cực chính là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ càng cao. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo hãy nhấp chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống, giảm bớt u buồn. Ngoài ra, vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tâm tình, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm tinh thần, vun đắp tình cảm tích cực trong con người. Ở thời điểm buồn bực, hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt, dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ. Qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi, lúc này nên ăn nhiều thức ăn tươi âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo gạo hay nếp với các loại nguyên liệu có thể kiện tỳ vị bổ trung khí, phòng khi táo các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen, táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý cô bác cùng Minh Đường tử vi luận giải qua các phương diện chính ngay sau đây. Đầu tiên, xét trên phương diện sự nghiệp tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch năm 2023. Người tuổi Giáp Thìn trải qua tháng 8 âm lịch một cách khá bình yên, mọi phương diện cuộc sống đều có bước phát triển nhất định. Dù không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để bạn cảm thấy quyết tâm và tin tưởng hơn vào tương lai. Sự nghiệp của bạn phát triển khá thuận lợi, nhiều kế hoạch dự định của bạn đều có bước tiến nhất định. Điều đó giúp bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân và dám tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để con giáp này nhìn nhận điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình, từ đó có hướng phát triển và thay đổi phù hợp. Nếu biết đánh giá đúng tình hình thực tế, bạn có thể tự lập ra những kế hoạch chuẩn xác, có mục tiêu rõ ràng giúp con đường tương lai của bạn trở nên tươi sáng hơn. Tháng này công việc hoàn thành thuận lợi, còn là do bạn biết đoàn kết hợp tác với mọi người xung quanh, đồng nghiệp, bạn bè cũng trao đổi ý kiến và cùng đồng tâm hiệp lực nên công việc dù có khó khăn tới mấy cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Bản mệnh mưu sự dễ thành, miễn là quyết đoán và nỗ lực theo đuổi tới cùng, đừng bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì một vài khó khăn trước mắt, sẽ có kẻ ghen tị với tài năng và uy tín của bạn, tìm cách hãm hại hoặc ngăn cản con đường thăng tiến. Tuy nhiên, vận quý nhân của bạn vượng đủ sức để đối phó với tiểu nhân không cần phải quá lo lắng. Với sự giúp sức của nhị hợp quý nhân, tuổi Giáp Thìn có thể mạnh dạn khởi nghiệp, tiến hành kế hoạch dự định đã mong muốn từ lâu, tính khả thi và tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên, do tác động của nguyệt lệnh lâm suy, đôi khi bản mệnh rơi vào tình trạng lo lắng thái quá, bạn cần kịp thời trao đổi tâm sự với người khác để thoát khỏi trạng thái tiêu cực. Nếu có điều gì chưa rõ bạn cũng đừng ngại hỏi người đi trước, chắc chắn đối phương sẽ chẳng ngại giải thích cho bạn, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và quyết đoán hơn. Xét trên phương diện tài lộc, tháng 8 âm lịch tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Dưới tác động của cục diện nhị hợp, chuyện làm ăn kinh doanh của người tuổi Giáp Thìn sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô kinh doanh của mình. Tin rằng với sự chăm chỉ chịu khó của mình, bạn sẽ kiếm tiền về đầy túi, khiến cuộc sống được cải thiện rõ rệt.
Với người làm đầu tư, bạn cần phải quyết đoán hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bởi nếu cứ chần chừ do dự, bạn sẽ để người khác giành trước lợi thế. Hãy tin tưởng hơn vào khả năng của mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai. Dù công việc bước đầu có gặp khó khăn, chắc trở đi nữa, chỉ cần bạn quyết tâm khắc phục thì dần dần sẽ vượt qua. Đối với người làm công ăn lương, túi tiền rủng rỉnh là nhờ bản mệnh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, khoản tiền lương, tiền thưởng nóng là hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra. Tuy nhiên, tháng này không chỉ có thu vào mà còn có cả chi ra, tiểu hao cho thấy bạn có thể tốn tiền cho các hoạt động chi tiêu mua sắm. Con giáp này có thể tự thưởng cho bản thân mình để khuyến khích tinh thần làm việc, song đừng nên vung tay quá trớn, mua những món hàng vượt khả năng chi trả của mình. Tốt nhất bạn cần để lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao trong tương lai hoặc cho những tình huống bất ngờ. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán tự do, bạn cũng có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Tránh tình trạng nay lãi, mai lỗ tiền vào túi rồi lại ra ngay, khó tích lũy số vốn lớn để mở rộng làm ăn. Xét về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch năm 2023. Về đường tình duyên, gia đạo là một trong những điểm sáng trong vận trình của người tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 này. Bạn có những cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ, nên đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình đầm ấm, giảm mâu thuẫn cãi cọ. Với người đã lập gia đình bản mệnh đón hỷ sự liên tiếp, không khí gia đình vui tươi, đầm ấm, một vài mâu thuẫn xung đột trước đó được xử lý ổn thỏa. Gia đạo ngày càng yên ổn, một vài gia đình đón tin vui về chuyện con cái, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một khăng khít. Thậm chí hai người có thể thấu hiểu nhau mà không cần phải nói ra thành lời. Người ấy chính là động lực để bạn đối diện với khó khăn, sẵn sàng thử thách bản thân trong những mục tiêu mới. Khi vướng vào khó khăn, đôi bên cũng có thể lắng nghe, cổ vũ cho nhau, thậm chí phải thảo luận để đưa ra những phương án giải quyết phù hợp. Dù mệt mỏi đến mấy, về đến nhà bạn cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn. Vợ chồng bạn còn cùng nhau làm các công việc nhà, cùng nhau trao đổi, dạy dỗ con cái, bởi đôi bên đều hiểu rằng việc xây dựng gia đình hạnh phúc không phải là trách nhiệm của riêng ai. Với người độc thân, bạn đã từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực trước đó để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Bạn dần quên được với tổn thương trong quá khứ và mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Có thể bạn sẽ tìm được ai đó phù hợp ngay trong khoảng thời gian này. Đôi bên hãy đối xử chân thành với nhau, quan hệ sẽ trở nên bền vững và lâu dài. Cuối cùng là phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Thìn trong tháng 8 âm lịch năm 2023. Tuy nhiều phương diện cuộc sống đều có bước tiến đáng mừng, song tiếc là sức khỏe của tuổi này lại có dấu hiệu suy giảm. Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể cũng sẽ mắc phải các bệnh vặt khi thay đổi thời tiết. Có lẽ suốt khoảng thời gian qua, bạn đã làm việc quá vất vả. Nay là lúc bạn nên cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, nghỉ ngơi và lao động cân bằng. Đừng ép bản thân làm việc quá sức kẻo đổ bệnh. Trên lĩnh vực tinh thần, bạn cần thường xuyên tâm sự với mọi người, nhất là khi gặp phải bế tắc, quá trình trò chuyện sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, giảm nguy cơ bị căng thẳng, stress. Cần chú trọng cân bằng trạng thái tâm lý, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời để làm nền cho hai khí âm dương cân bằng, từ đó phòng tránh bệnh tật. Ngoài ra, mùa thu cần chú ý dưỡng sinh bằng nhiều biện pháp kết hợp việc ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, điều hòa khí huyết theo nguyên tắc chống khô hanh. Về ăn uống nên ăn chua giảm cay, về thói quen sinh hoạt nên ngủ sớm, dậy sớm, giảm tần suất quan hệ tình dục, về chế độ luyện tập thì nên vận động nhẹ nhàng, hạn chế vận động mạnh kẻo bị chấn thương. Ngoài ra, cần lưu ý trong tháng có thiên hình hung tinh ảnh hưởng, tuổi Thìn cần chú ý sử dụng dao kéo, đồ vật sắc nhọn đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương, bị thương tật, chảy máu. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải từng tuần trong tháng 8 âm lịch để quý mệnh chủ tuổi Giáp Thìn có những kế hoạch phát triển cho mình. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, tháng 8 âm lịch 2023. Tử vi tuần mới tuổi Giáp Thìn khá may mắn, đặc biệt là vào đầu tuần, công việc cực kỳ suôn sẻ, những vất vả tuần cũ đã dần qua đi, dọn đường cho may mắn đến với con giáp này. Công việc cũng may mắn đi xa xuất ngoại, cầu công danh đều được thành công như ý, bạn sống hòa nhã, khiêm nhường, nên đi làm ở đâu cũng được người khác kính nể. Có tiểu nhân muốn cản chân bản mệnh nhưng vì họ có năng lực kém hơn nên chẳng thể hạ bệ được bạn đâu. Năng lực làm nên danh tiếng, người buôn bán có uy tín nên được khách hàng tin tưởng yêu thương. Vận trình tài lộc khởi sắc rõ rệt khi con giáp này phát hiện ra cách để có thêm những nguồn thu nhập phụ, thế nhưng bản mệnh đừng vì thế mà chi tiêu quá thoải mái.
Tuần này, những ai có kế hoạch du lịch thì cứ tiến hành vì chuyến đi sắp tới rất may mắn. Tuy nhiên, vào khoảng nửa đầu tuần bạn cần phải cẩn thận bởi sẽ có tai họa ập đến bất ngờ có liên quan tới gia đình và bản thân. Những người có người thân đang ốm nặng thì cần phải hết sức để ý, còn bản thân mà có bệnh thì cũng nên đi thăm khám ngay. Tử vi tuần 2, tháng 8 âm lịch tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Theo tử vi tuần thứ 2 đầu tuần nhớ cẩn thận chuyện làm ăn, tiền nong, cuối tuần có vẻ là xui xẻo sẽ qua đi, cuộc sống khởi sắc hơn là lúc con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm. Công việc của tuổi Giáp Thìn đầu tuần khá chật vật nhưng may mắn đỡ được phần nào xui xẻo, cần cẩn thận nếu không bản mệnh sẽ vướng vào thị phi trốn công sở. Người làm công việc có liên quan tới y dược, dịch vụ du lịch, kỹ thuật, nghệ thuật sẽ may mắn hơn, tin vui đa số sẽ về vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng bản mệnh đừng vội chủ quan, tài vận vẫn còn khá sóng gió, dễ hao tài, mất của, bạn đừng vì cả nể mà cho người khác vay tiền. Dù người ta trả tiền lãi cao hay không cũng không được cho vay, vì nguy cơ mất trắng cực cao, muốn nhập thêm hàng về bán thì phải chọn những ngày cuối tuần sẽ có lộc hơn. Vận trình tình cảm của người đã có gia đình khá thuận, nhưng những người chưa có gia đình sẽ phải lo lắng một chút, vì khi số có cưỡng cầu nhưng tình duyên vẫn không được như ý. Thêm vào đó, bạn bè chơi với nhau thì cần phải thật lòng, còn chơi chỉ để lợi dụng nhau thì Giáp Thìn nên dẹp bớt đi. Trong tuần, bạn có xu hướng tham lam công việc tới mức bỏ bê sức khỏe của mình, thậm chí có người bị đau đầu, đau dạ dày, cũng chi phí hay lo lắng, hoặc làm việc quá sức, hãy cân đối lại thời gian để được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tử vi tuần 3, tháng 8 âm lịch tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tử vi tuần mới cho thấy bản mệnh sẽ có những mất mát hao tài, con giáp này làm nhiều nhưng không thấy tiền dư đâu. Tuần mới sinh ra hàng chục khoản vay lặt vặt cần đến tiền, nhưng tiền lương thì có hạn nên khó mà gánh nổi, cần phải chi tiêu dè dặt. Đầu tuần bạn có thể chưa cảm nhận được mất mát về tiền bạc, nhưng càng về cuối tuần thì càng thấy rõ hơn, khi hợp tác làm ăn nên cẩn thận chuyện giấy tờ, kẻo bị lừa gạt lúc nào không hay. Tuy nhiên, nếu không có may mắn, vận đen ấy có thể xảy ra thật thì cũng coi như là đã giải được vận hạn. Tuy tài vận không tốt nhưng đường công việc lại khá ổn, thời điểm đầu tuần cực kỳ có lợi cho những người sắp thi cử, xin việc hoặc chuyển công tác làm ăn tới một nơi mới, vậy nên tốt nhất bản mệnh nên tiếp tục tập trung cho công việc, đừng để ý chuyện thị phi ở chỗ làm. Tuy nhiên, con giáp này có xu hướng trở nên cao ngạo, sẽ có những lời nói không phù hợp. Bạn được nhắc nhở nên khiêm tốn hơn nếu không muốn tay bay vạ gió, mọi việc phải thận trọng, nếu không sẽ gây họa, có nguy cơ phạm tù tội. Đầu tuần vận trình tình cảm cũng cực kỳ thuận lợi, suôn sẻ, sự thấu hiểu sẽ giúp bản mệnh và nửa kia càng gắn bó khăng khít hơn. Ngoài ra con giáp này sẽ hội ngộ với bạn cũ, người thân ở xa, trong tuần có tổ chức tiệc tùng ăn uống hoặc đi du lịch cùng nhau. Thêm vào đó, bạn dường như đang chăm lo cho người khác quá mức nên quên đi việc chăm sóc sức khỏe bản thân, hãy nghỉ ngơi và cân bằng lại cuộc sống, chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào thuốc thang. Tử vi tuần 4, tháng 8 âm lịch tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Theo tử vi tuần cuối của tháng khá chật vật, con giáp này ăn ở hiền lành nhưng ngồi không cũng dính họa, có kẻ ghen ăn tức ở cho thấy bản mệnh giỏi hơn, giàu hơn nên nóng ruột muốn đặt điều chê bai. Đầu tuần tưởng như rất khó khăn, nhưng đó lại là cơ hội để bạn phát hiện ra những điểm mạnh của mình để phát huy. Con giáp này sẽ có những thay đổi nhất định trong công việc, một vài thách thức tới với bạn trong tuần này, đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực, phát triển sự nghiệp tương lai thêm bền vững. Dù là làm công việc gì, bạn cũng có kẻ muốn cạnh tranh âm thầm sau lưng, đặc biệt là những người làm tự do hoặc công chức thì càng nên ăn nên làm ra, thì càng ít bạn chơi cùng. Tuy nhiên, đừng nản lòng, kết quả mà bản mệnh nhận về sẽ vô cùng xứng đáng với sự tận tụy và công sức của bản thân. Vận tài lộc có chút mất mát nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn cần phải đề phòng. May mắn là càng về cuối tuần, bản mệnh càng có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh được khuyên là nên tập trung vào công việc chính, chớ tham lam quá sức, kẻo tiền đi chữa bệnh quá tiền làm ra. Trong chuyện tiền bạc dù có tài tinh chiếu mệnh nhưng bạn cũng không nên chủ quan, bạn nên có sự rõ ràng, đồng thời không nên quá tin tưởng vào các mối quan hệ xã giao. Tuần này bạn không nên đầu tư tài chính ồ ạt hoặc cho vay mượn quá nhiều, hãy làm mọi thứ chậm mà chắc. Vận trình tình cảm hung cát đan xen, bản mệnh nên cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân mình và những mối quan hệ hiện tại. Người không tốt thì không nên tiếc, đầu tuần có tin vui liên quan tới cưới hỏi, sinh nở trong gia đình hoặc họ hàng. Cuối tuần thì cần cẩn thận có điểm xung đột cãi cọ trong nhà, bạn nên bớt nóng tính lại. Tuy nhiên,
Sức khỏe của bản mệnh lúc này không được tốt, có thể vì quá lo lắng và nóng lòng muốn thay đổi mà con giáp này thường xuyên có cảm giác bất an, tự tạo sự căng thẳng không cần thiết cho mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.